Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 23 tháng 2 thì Xuân Đình có lên một cái clip test cặp loa Panasonic có model là SBD9. Dòng này là dòng loa dàn khủng nhất của dòng loa Panasonic cũng như là dòng loa Technic, thì những dòng D9 này là đời cao nhất rồi. Loa 3 đường tiếng, bass của nó là bass 25-27. Gân của nó là gân vải màng carbon sợi lưới đan tổng hợp. Xuân Đình sẽ quay đời gần cho các bác. Đấy. Gân vải màng carbon sợi lưới đan tổng hợp nhé. Một trung đôm. Đấy. Và một tép titan. Dòng này thì nó có trở kháng là 6 ohm, công suất của nó là 150W một loa. Model tên của nó là Panasonic SBD9. Thì với những các bác nào mà đã từng chơi qua về những dòng dàn đại thì dòng Panasonic và dòng Technic là hai model cùng một mã luôn, thì nó sẽ sản xuất là giống nhau. Và đặc biệt là dòng này thì thiết kế là vỏ gỗ màu vàng. Đấy. Hình thức thì còn rất là đẹp. Tất nhiên thì loa nó đều là loa cũ, là hàng bãi đã qua sử dụng chứ không phải là mới tinh. Nhưng nó ẩn danh ở những cái thương hiệu của dàn cho nên cái giá của nó cũng rất là rẻ. Cặp này thì nó có kích thước là chiều cao tầm 60, chiều ngang của nó 34 và chiều sâu 27. Loa 3 đường tiếng. Xuân Đình cứ tính gọn cho là bass 25 cho nó dễ. Một trung đôm và một tép đôm. Có mức giá là 3.800.000 đồng. Dòng này là dòng khủng nhất của những dòng dàn Panasonic hoặc những dòng dàn Technic các bác nhá. Đây là phía bên trên cũng như đằng sau của loa. Góc cạnh của loa thì còn khá là đẹp. Đặc biệt là cặp loa này có số series cũng rất đẹp luôn, 668. Dòng này nó trùng series các bác nhá. Loa thùng gỗ rất là dày. Đấy, nguyên cả bụi bẩn luôn. Số series của nó là 668 1668. Dòng này thì các bác cũng chơi rất là đa dạng, có thể chơi nhạc vàng, nhạc sàn đánh đều rất là ok. Và những dòng này thì được cái là rất dễ phối ghép với âm ly. Hình thức của nó thì cũng rất là sang trọng, màu nó là màu vàng. Đấy, khá là ít về những cặp loa dàn mà được cái màu vàng đẹp như thế này. Loa thì Xuân Đình để nguyên mộc mạc, không có tuốt tát spa gì cả. Đấy, cái kiềng này thì nó cũng có ố một chút theo năm tháng, nhưng thực chất ra nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cũng như hình thức, vì nó còn có e căng. Và cái e căng ở bên ngoài thì bác cũng có thể nhìn thấy rõ, e căng nó thì quá xuất sắc rồi, từ cái tem cũng như cái vải không có bị rách chút nào cả. Đấy. Cặp này mà nếu như mà ở dưới chợ sắt Hải Phòng thì chắc chắn là họ sẽ tẩy cái chữ Panasonic và họ sẽ in hình chữ khác để đánh lừa một số những bác mà chưa am hiểu về loa lắm. Đấy, còn đâu là như Xuân Đình đây thì bán thì có như nào thì tả như vậy, cũng như là quay video trực tiếp để báo cho các bác cặp loa này luôn. Panasonic là một trong SBD9 là một trong những dòng khủng nhất của những dòng loa dàn Panasonic cũng như Technic. Đây là đời cao hết số rồi. Mức giá là 3.800.000 đồng cho một cái cặp loa rất là khủng này. Trời đất rất là đa dạng. Mọi thông tin chi tiết liên hệ thì quý vị cứ điện thoại trực tiếp cho Xuân Đình, số điện thoại trên bài là 0395727582, địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Ngoài ra thì cửa hàng Xuân Đình có rất là nhiều những dòng loa âm ly, đây Xuân Đình sẽ quay sơ qua để các bác có thể nhìn thấy rõ này, rất là nhiều luôn. Đây. Bạt ngàn để cho các bác tha hồ một lựa chọn, và các bác có nhu cầu gì thì cứ gọi trực tiếp cho Xuân Đình. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.